chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota. Quý vị và hôm nay học xin phép giới thiệu đến cho quý vị mẫu xe Innova Venturer được sản xuất vào năm 2019. Và sản phẩm này hiện tại mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, đi được 58.000 cây. Venturer thì sẽ có 3 màu chủ đạo thôi nha quý vị, màu trắng ngọc trai, màu đen, màu đỏ đô. Thì sản phẩm mà học quay gửi đến cho cô chú anh chị đây là mẫu xe Venturer mang màu trắng ngọc trai ha. Xe đi 58.000 cây, lịch sử bảo hãng bảo dưỡng đầy đủ nha cô chú anh chị. Và hiện tại Toyota Tân Cảng đang chào bán với mức giá chỉ là 710 triệu đồng bằng chiếc Venturer 2018 cách đây trước dịch quý vị ạ. Đó thì hiện tại bên học chỉ còn một chiếc Venturer duy nhất, chiếc màu đen 2018 thì học hồi sáng không cũng đã cọc và làm ngân hàng cho quý khách hàng của học rồi. Đó. Thì sản phẩm này hiện tại trang bị đầu DVD, camera hành trình, phim cách nhiệt khá là đầy đủ nha cô chú anh chị. Đặc biệt hơn nữa là được trần 5D nè. Đó, chiếc xe rất là sang trọng ha. Đầu DVD, camera da. Venturer thì chúng ta sẽ có cái nội thất ốp gỗ ở đây quý vị. Xe thì cao chỉ, xe này không mắc một ly nha cô chú anh chị. Ở bên học cũng cam kết cho cô chú anh chị là xe không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Động cơ hộp số còn nguyên zin, bảo hành cho cô chú anh chị 1 năm và 20.000 cây. Đối với sản phẩm 2019 này, xe này còn bảo hành toàn quốc cô chú anh chị ha. Tất cả các đại lý Toyota chính hãng đều có trách nhiệm phải bảo hành cho cô chú anh chị. Đó. Venturer nha cô chú anh chị. Chúng ta sẽ có một cái bàn làm việc ở hai bên. Trọng lượng lên đến 10 kg. Venturer sản phẩm này đã được quý khách hàng trước á quý vị. Lên cho mình bộ ghế da. Ghế da này cũng là một bộ ghế da xịn nha quý vị. Xe này bên học đang trong quá trình đợi Maruguri diệt khuẩn tách ẩm lại á cô chú anh chị. Venturer màu trắng ngọc trai. Nó ra ánh nắng rất là đẹp á quý vị. Màu trắng ngọc trai, cái màu nó có một cái ánh kim vàng. Rất là đẹp. Venturer là bản G thể thao của Toyota Innova. Thì xe này lúc trước khách mua thì lanh quanh khoảng hơn tỷ quý vị, khoảng 1 tỷ 10 triệu đồng. 1 tỷ 010 triệu đồng nha quý vị. Bản số thành phố Hồ Chí Minh và full phụ kiện như vậy á. Xe thì bên học cam kết cho cô chú anh chị có giấy chứng nhận của Toyota nha cô chú anh chị. Mấy ngày nay học lo thu xe về giao xe liên tục. Nên là mấy cái clip xe này học cũng thật sự ra cũng vài năm bữa nay rồi. Học quay hơi trễ, mong là cô chú anh chị thông cảm bỏ qua cho Thái Học. Hôm qua thì học có đi thu về chiếc Fortuner 2011 mới chạy 42.000 cây. Thì về chưa tới chỗ, tối khách học cũng cọc rồi. 2011 và cái ghế đó vậy. Anh khách anh nói nếu không lầm thì xe này cái ghế á ở phía sau ngồi chỉ đúng hai lần, ngồi hai lần đi. Cái ghế sau cái chỉ nó còn zin luôn á vậy. Tức nghĩa là cái ghế sau mấy cái găng nè. Đó, cái chỉ trắng nó còn mới tinh luôn, chưa bong, chưa chóc và chưa mòn luôn. Đó, cũng khách học cọc rồi. Về chiếc Fortuner 2016 số sàn máy dầu, giá là 665 triệu, học chỉ đăng một tấm hình thôi. Tuy nhiên thì xe đó khi mà mới vừa về thì học đã liên hệ cho khách học thì anh ấy cũng đã cọc. Nên là bên học bán xe, nhất là những chiếc xe Fortuner hiện tại của cô chú anh chị, rất là nhanh. Đó. Vô lăng là ốp gỗ. Đây. Đây các bạn, ốp lỗ bọc da. Nội thất xe thì rất là đẹp. Quý vị nhìn cái đầu cần số nè. Cái đầu cần số ha. 48.000. Đó. Những cái chi tiết này nè, mình nhìn mình cũng có thể là đánh giá được chiếc xe này nó đi nhiều hay không ha cô chú anh chị. Đó, mọi chi tiết nó còn bong hết à. Chưa có mòn gì hết, nguyên zin nguyên thủy hết. Venturer màu trắng ngọc trai nhớ vậy. Thông số đây. Mức tiêu hao nhiên liệu 9 lít mốt, 11 lít và 7 lít 8. Đó, khi mình đi đường trường đó cô chú anh chị. Vỏ xe thì còn rất là mới, 2019. Vỏ xe cũng còn khá là cao. Gai đầu còn gầm bệ nguyên si ha. Để học tranh thủ đi quay thêm bảy xe gửi đến cô chú anh chị mấy ngày nay. Học lo thu mua và bên học cũng có thu mua và đổi xe, xe cũ với xe mới nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị muốn đổi xe cũ qua xe mới cũng được, hay là 4 chỗ lên 7 chỗ như là Innova này cũng được. Đó, bên học đang có nhu cầu, rất là có nhu cầu mua xe vì bản tồn kho của bên học hiện tại còn khoảng hai mấy chiếc à. Cái xăng này ở phía trước á, bên học đậu khoảng 100 chiếc cũng được á. Ở bên học cũng đang có nhu cầu mua xe rất là mạnh.
Thì bên Học là một đại lý Toyota có thương hiệu, miễn xe cô chú anh chị đẹp và chất lượng là bên Học thu đó. Không quan trọng về những vấn đề ví dụ như xe, những xe bị vướng ngân hàng, hoặc là cô chú anh chị không có thời gian đi đến công ty, bên Học cũng đến tận nơi xem xe và chồng tiền cho cô chú anh chị, miễn xe mình chất lượng là được đó. Bên Học sẽ không mua những chiếc xe đâm đụng cặp nước và thủy kích ha. Cô chú anh chị nào đi những cái xe mà lỡ bị tai nạn hay đâm đụng á, thì cô chú anh chị khỏi phải gửi cho Học. Thì bên Học bán xe ra có chứng nhận cho quý khách hàng sử dụng tiếp, nên là bên Học sẽ không có được mua bán hay là sử dụng những cái xe đó, mong cô chú anh chị thông cảm. Dạ thì thấy Học cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã cùng Học đánh giá sơ bộ về cái sản phẩm Ventura 2019 này, thì 58.000 bên Học đang chào bán với mức giá chỉ 710 triệu đồng đó. Xe mang biển số thẳng thành phố Hồ Chí Minh, đối với cô chú anh chị thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sẽ tiết kiệm được 20 triệu đồng. Dạ thì và một lần nữa Học xin chân thành cảm ơn và Học xin kết thúc video tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại.